tạm giữ đối tượng hành hung dã man nam sinh lớp 11 ở Bắc Ninh. Vừa ra khỏi trường học, nam sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1, Bắc Ninh bị nhóm người dùng tuyếp sắt tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngày 19 tháng 11, Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Cường để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18 tháng 11, tại khu vực cổng trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 2005 ở xứ Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, cùng một số thanh niên khác dùng tuyếp sắt hành hung Nguyễn Phú Ca, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1, sinh năm 2006 ở Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành. Sau khi bị đánh vào phần đầu, em Ca đã ngã gục, ngất ngay trên đường. Khi xảy ra vụ việc, rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm người này có hung khí, rất hung hăng. Ca đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện em Ca đã tỉnh và đang đợi mổ vì chấn thương ở đầu. Cũng trong ngày 18 tháng 11, Nguyễn Hữu Cường đã đến Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, đầu thú. Hiện Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập thêm một số người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.